hỗ trợ Bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 10,2 tỷ đồng để hỗ trợ chi lương, chi hoạt động thường xuyên. Hiện bệnh viện này còn nợ 50% lương của viên chức người lao động từ tháng 5 năm 2021 đến nay. Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét và cho ý kiến về việc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh vay tạm ứng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp kết dư của Học viện để bệnh viện chi trả tiền lương phụ cấp còn nợ cho viên chức người lao động để tránh bất ổn cho đơn vị. Về vụ việc phân phối kit test của công ty Việt Á, mới đây Tổng cục Hải quan đã thông tin về số liệu nhập khẩu của công ty này. Theo đó, trong 4 tháng cuối năm 2021, công ty Việt Á đã nhập 3 triệu que test nhanh kháng nguyên COVID-19 từ Trung Quốc với mức giá là hơn 21.000 đồng một que test. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã nhập que test nhanh xét nghiệm COVID-19 chủng loại Novel Coronavirus 2019 nCoV Antigen Test từ Trung Quốc. Tổng giá trị của 3 triệu que test nhanh là 64,68 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty Việt Á có tổng kim ngạch nhập khẩu trong 5 năm từ 2017 đến 2021 là 286 tỷ đồng. Trong đó, que test nhanh, thành phẩm, hóa chất khử khuẩn, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm là 162 tỷ đồng, gồm 64,68 tỷ đồng que thử thành phẩm, 74 tỷ đồng hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm, 23 tỷ đồng dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm, 123 tỷ đồng là máy móc thiết bị các loại phục vụ xét nghiệm, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh 7 công ty có liên quan đến Việt Á. Hộ chiếu vaccine của Việt Nam đã được 10 đối tác công nhận, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives, thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trước đó, ngày 23 tháng 12, Bộ Y tế đã ban hành mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Sau đó, Bộ Ngoại giao, Cục lãnh sự đã giới thiệu mẫu giấy tờ này với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để xem xét công nhận. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng đã tích cực vận động các nước sở tại để chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Về phía Việt Nam, nước ta cũng đang công nhận hộ chiếu vaccine hay giấy chứng nhận tạm thời của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao. Việc công nhận này sẽ là cơ sở để người ở nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ các nơi này có thể giảm bớt thời gian cách ly tập trung xuống còn 3 ngày và có thể rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Tiếp theo là cập nhật về số ca mắc COVID-19 trong nước. Theo bản tin sáng ngày 21 tháng 1 của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 2.094.000 ca mắc COVID-19. Đến nay, số bệnh nhân COVID-19 nặng đã giảm mạnh, chỉ còn gần 4.600 ca. Tính riêng đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hơn 2.088.000 ca, trong đó có hơn 1.792.000 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi từ đầu dịch đến nay lên hơn 1.794.000 ca. Số bệnh nhân nặng hiện đang điều trị là 4.591 ca. Trung bình số bệnh nhân tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 157 ca. Về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19, tổng số liều đã được tiêm là hơn 172.714.000 liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 78.789.000 liều, tiêm mũi 2 là hơn 73.308.000 liều, tiêm mũi 3 là hơn 20.616.000 liều. Còn trên thế giới, tính đến sáng ngày 21 tháng 1, thế giới có trên 341,68 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,58 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Sau đây là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh tại một số quốc gia. Thủ tướng Anh ngày 20 tháng 1 đã thông báo kết thúc việc áp dụng các biện pháp kiểm soát sự lây lan của biến thể Omicron. Chính quyền Anh nhận định hiện nước này đã vượt qua đỉnh về số ca bệnh do biến thể Omicron gây ra nhờ một loạt các biện pháp hạn chế. Anh là nước đầu tiên cấm việc đi lại với các địa điểm có Omicron ở nước ngoài, tái áp đặt các biện pháp khuyến cáo làm việc tại nhà, đeo khẩu trang và giấy thông hành vaccine. Đặc biệt, nước Anh đã triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm mũi vaccine nhắc lại. Trong ngày 20 tháng 1, Anh đã ghi nhận thêm 107.364 ca nhiễm COVID-19 mới và 330 ca tử vong. Trong khi đó, cơ quan y tế Thụy Điển cho biết, nước này đã ghi nhận 39.928 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 20 tháng 1, mức theo ngày cao nhất từ khi bùng phát dịch đến nay, trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan rất nhanh trên cả nước. Mức đỉnh trước đó là 39.321 ca, được ghi nhận ngày 18 tháng 1. Đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron khiến các cơ sở y tế quá tải, chính phủ Thụy Điển đã thông báo siết chặt các biện pháp phòng dịch.
Tại châu Á, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày tại Hàn Quốc đã tăng lên mức hơn 6.000 ca, lần đầu tiên sau 27 ngày, trong bối cảnh có nhiều quan ngại dịch bệnh sẽ bùng phát mạnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán do sự lây lan của biến thể Omicron. Theo thông báo ngày 20 tháng 1, nước này có thêm 6.601 ca mắc mới COVID-19, trong đó 6.357 người lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 712.503 trường hợp. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 28 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi do đại dịch ở nước này lên 6.480 ca. Các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ đang thử nghiệm một loại vaccine thế hệ mới được sử dụng dưới hình thức là miếng dán. Miếng dán này được kỳ vọng sẽ cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài với COVID-19, nhờ đó mà không cần tiêm nhắc lại theo mùa. Trong thử nghiệm, miếng dán này được dán lên da các tình nguyện viên qua một đầu ống tiêm. Nam sinh viên Julian Obliger là một trong 26 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm miếng dán vaccine ngừa COVID-19. Bác sĩ đã dùng đầu ống tiêm đặt miếng dán lên da, từ đó vaccine được tiêm qua các mũi kim siêu nhỏ trong miếng dán sâu chưa đến 1mm. Các tình nguyện viên được tiêm 2 liều, một liều cơ bản và một liều mạnh hơn một chút. Tôi quyết định làm việc này vì nghĩ rằng hiện vaccine là giải pháp tốt nhất để vượt qua đại dịch. Thật tốt khi có các loại vaccine thế hệ mới, nhất là trong trường hợp biến thể mới xuất hiện. Không giống như các loại vaccine thông thường, kích thích sản xuất kháng thể, loại vaccine mới này tập trung vào các tế bào T, vốn chịu trách nhiệm miễn dịch tế bào, để loại bỏ các tế bào bị nhiễm virus và ngăn không cho nó nhân lên. Miếng dán này được dán lên da chỉ trong vài giây hoặc vài phút là vaccine có thể được đưa vào cơ thể qua những mũi tiêm siêu nhỏ, sau đó chỉ việc bỏ miếng dán ra là xong. Miếng dán vaccine này được kỳ vọng là sẽ mang đến thời gian miễn dịch lâu hơn, có thể từ 1 đến 3 năm và có thể có hiệu quả hơn trong việc chống lại các biến thể mới. Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết đã xảy ra một vụ cháy tại một nhà dưỡng lão ở miền đông Tây Ban Nha, làm 5 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Đám cháy bùng phát vào lúc nửa đêm tại nhà dưỡng lão 2 tầng ở Moncada, Valencia. Nhân viên cứu hỏa với 6 xe chữa cháy nhanh chóng được triển khai tới để cứu hộ và chữa cháy. Các nhân viên cứu hỏa cùng với nhân viên nhà dưỡng lão và cảnh sát đã cứu được 25 người và sơ tán 70 người còn lại. Ngoài 5 người thiệt mạng, 11 người khác phải nhập viện. Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân cháy có thể do chập điện tại một phòng oxy. Quay trở lại với những tin tức thời sự đáng chú ý trong nước. Thưa quý vị, thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy ở khách sạn, dịch vụ karaoke. Điều đáng nói là rất nhiều vụ việc có sự dung túng và tiếp tay, thậm chí là chứa chấp của chủ và nhân viên khách sạn, dịch vụ karaoke. Nhóm đối tượng này gồm 9 nữ, 26 nam, bị phát hiện bắt giữ do sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke 777 trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 12 năm 2021. Lực lượng chức năng công an huyện Tuy Phước đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Bình Định đã thu giữ tại hiện trường nhiều tang vật là các chất ma túy và dụng cụ để sử dụng. Qua test nhanh, 28 đối tượng dương tính với ma túy. Chủ quán karaoke là Nguyễn Huỳnh Kha Luân thừa nhận vì hám lợi nên đã chứa chấp hành vi nguy hiểm trên. Sau khi nghỉ dịch thì vì hám lợi cho nên đã đỡ cho các đối tượng đến quán ở tầng 4 sử dụng ma túy. Mỗi phòng như thế thì là lấy giá là 400.000. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, trong năm 2021 đã phát hiện 105 vụ với 289 đối tượng phạm tội về ma túy. Điều đang nói là bên cạnh số đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy, thì số đối tượng bị bắt vì hành vi chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng. Phần lớn các đối tượng này là chủ hoặc nhân viên quản lý, nhân viên phục vụ ở khách sạn, quán karaoke. Vì cái lợi trước mắt, đã nhắm mắt làm ngơ để các đối tượng ma túy mặc sức sử dụng, thậm chí nhiều trường hợp đã mua sắm dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy như đèn bay, loa nhạc để cho thuê theo giờ. Các đối tượng trên không ý thức được rằng số tiền thu được không đáng bao nhiêu so với cái giá phải trả khi bị cơ quan chức năng phát hiện làm rõ. Tính chất mức độ và khung hình phạt của bị cáo là rất là nghiêm khắc, là thuộc khung 2, là tội danh là từ 7 năm đến 15 năm. Thông thường là một phòng là 700.000 đồng trên một đêm trên một ngày, nhưng mà bị cáo cho thuê sử dụng ma túy là lấy 2 triệu đồng trên một đêm trên một ngày. Vì vậy là nghĩ đến cái lợi nhuận trước mắt nhưng mà không nghĩ đến là cái xâm phạm đến cái quy phạm pháp luật. Do vậy là việc tòa án đưa ra xét xử là một bức án nghiêm khắc đối với các bị cáo đó. Đây là cũng là lời cảnh báo, cảnh tỉnh chung cho toàn thể giới trẻ. Mới đây nhất vào cuối tháng 12 năm 2021, một quản lý khách sạn và một nhân viên của homestay ở thành phố Quy Nhơn đã cùng chia nhau bản án 14 năm tù vì hành vi trên. 7 đến 15 năm
là mức phạt phổ biến đối với tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều đối tượng vì hám lợi lại thiếu hiểu biết pháp luật đã không ý thức được cái giá phải trả khi nhắm mắt làm ngơ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, đến khi nhận bản án mới hối hận thì đã muộn màng. Ngày 21 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Cà Mau đã kết hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng của địa phương tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một vụ mua bán trái phép chất ma túy trong tiệm sửa xe thuộc khu vực khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau. Tại hiện trường, hai đối tượng bị tạm giữ gồm Huỳnh Văn Pha sinh năm 1994, tạm trú ở khóm 6, phường 5 và Trần Chí Toàn sinh năm 1994, tạm trú tại địa chỉ trên, Toàn là chủ tiệm sửa xe. Kiểm tra tại khu vực bên trong nhà, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ trong hai hộp sữa bột có chứa hai bọc ni lông, bên trong đựng 80 viên nén và tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng nhiều túi nhỏ ni lông thường dùng để đựng ma túy tổng hợp và một số tăng vật khác có liên quan. Theo khai nhận ban đầu của đối tượng có liên quan, số tăng vật trên là ma túy vừa được nhận về đang định phân nhỏ ra thì bị lực lượng công an thành phố Cà Mau phát hiện và bắt quả tang. Qua test nhanh, cả hai đối tượng Huỳnh Văn Pha và Trần Chí Toàn đều dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Tiếp theo trong chương trình, thành phố Hồ Chí Minh sức mua hàng hóa tăng, khuyến mãi sẽ nhiều hơn. Gần 8.000 khách du lịch quốc tế đã đến Việt Nam. Chính quyền Mỹ đang thúc đẩy mục tiêu chống lạm phát. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an thành phố Vĩnh Long đã phối hợp với công an phường 5 bắt quả tang Bùi Thúy Phượng, sinh năm 1965, ngụ phường 5, thành phố Vĩnh Long khi đang vận chuyển 1.200 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Vào khoảng 8 giờ ngày 21 tháng 1, lực lượng công an đã phát hiện trên xe mô tô mang biển số 64D1-16236 do Bùi Thúy Phượng điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe và trong cốp xe của Phượng có cất giấu nhiều loại thuốc lá nhập lậu như Z, Scott và Hero. Đáng nói để tránh bị cơ quan công an phát hiện, đã ngụy trang dưới nhiều bọc ni lông rau củ quả. Tại cơ quan công an, Phượng khai nhận số thuốc lá nhập lậu nói trên được mua từ một người phụ nữ lạ mặt ở thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp với số tiền trên 19 triệu đồng, mục đích mua về để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên khi vận chuyển đến khu vực khóm 6, phường 5, thành phố Vĩnh Long thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Hiện công an thành phố Vĩnh Long đã lập biên bản để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt một vụ tàng trữ trái phép 60 kg pháo nổ trái phép tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên. Tại thôn Nậm Thanh, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang đã bắt quả tang hai đối tượng là Lý Văn Thủy, sinh năm 2001, Chẩu Thế Toại, sinh năm 2003, người ở địa phương, cùng tăng vật là 3 thùng cắt tông, bên trong chứa 54 hộp pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng là 60 kg. Bước đầu Thủy khai được một đối tượng gọi điện thoại thuê giao số pháo trên cho người khác với tiền công là 3 triệu đồng. Sau đó Thủy đã thuê Toại cảnh giới để giao hàng. Tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi mua bán thì bị bắt giữ. Chuyển sang những thông tin thị trường đáng chú ý khác, theo ghi nhận tại nhiều chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sức mua đang tăng nhanh nhưng giá bán nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định. Để hỗ trợ người dân sắm Tết, nhiều siêu thị cho biết sẽ tăng khuyến mãi. Theo đại diện các siêu thị trên địa bàn như Co.op, Bixi, Bách Hóa Xanh, sức mua với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đang tăng nhanh. Nhiều đơn vị sẽ tăng thêm các khuyến mãi vào 15 ngày cận Tết. Cụ thể, siêu thị Co.op và Co.op Extra đang tung hàng loạt chương trình giảm giá sâu cho những mặt hàng như nước mắm hạt nêm, xúc xích, gạo thơm, mì gói, sữa tử trùng. Đồng thời tăng cường lên quầy kệ các mặt hàng đặc trưng của Tết như mứt các loại, hạt dưa, hạt bí, bánh kẹo. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, nhờ nguồn cung dồi dào và yêu cầu ban quản lý các chợ thường xuyên kiểm tra nhắc nhở tiểu thương không tăng giá nên giá bán lẻ thực phẩm đang ổn định. Để hỗ trợ người dân mua sắm dịp Tết, thành phố sẽ sớm mở thêm các chợ, trong đó từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1 sẽ mở lại chợ Tân Kiểng 1 và chợ Cư Xá Ngân Hàng ở quận 7. Càng những ngày cận Tết, giá lợn hơi tại các địa phương trên cả nước đã ghi nhận mức tăng phi mã, kéo theo giá thịt lợn tại các chợ cũng tăng theo. Cụ thể, tại miền Bắc và miền Trung, giá lợn hơi tăng 2.000 đồng một kg tại một số tỉnh như là Thái Nguyên, Hà Nam, Nghệ An, Đắk Lắk. Tại miền Đông và miền Tây, giá lợn hơi tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng một kg. Tính bình quân hiện nay giá lợn hơi trên cả nước đã ở mức 54.600 đồng một kg. Giá lợn hơi tăng, nhiều doanh nghiệp có số lượng ít vẫn chần chừ muốn neo lợn lại trong chuồng để chờ mức giá tốt hơn trong những ngày áp Tết Nguyên đán 2022.
giá thịt lợn trên thị trường cũng đang có xu hướng tăng theo giá lợn hơi, tuy nhiên sức mua không nhiều. Huyện Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh được xem là thủ phủ của giống cam bù đặc sản với diện tích hơn 1.000 ha. Thời điểm này các đồi trồng cam quả đã chín vàng, nhưng người trồng vẫn ém hàng chờ tăng giá dịp Tết. Từ đầu tháng 12 âm lịch đến nay, các thương lái khắp nơi đã đến tận vườn để đặt mua, mang ra bán lẻ tại các khu chợ trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, một số vườn vẫn kìm hàng chờ bán dịp Tết để có giá cao hơn. Theo người nông dân trồng cam bù ở Hương Sơn, năm nay do mưa nhiều nên sản lượng cam thấp hơn các năm trước. Giá cam hiện dao động ở mức 20.000 đồng đến 45.000 đồng một kg, tùy từng loại. Những năm trước, dịp sát Tết, giá cam có thể tăng lên 60 đến 70.000 đồng một kg, nên người dân vẫn ém hàng để chờ tăng giá. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại Hà Nội, thị trường các sản phẩm trang trí Tết cũng đang nhộn nhịp với đa dạng chủng loại và mẫu mã. Tuy nhiên, sức mua năm nay khá chậm so với mọi năm. Trên các tuyến phố chuyên bày bán các sản phẩm trang trí như phố Hàng Mã, Hàng Lược, Chả Cá, Lương Văn Can, các mặt hàng trang trí đã được bày bán với đa dạng chủng loại và mẫu mã. Năm nay là năm Nhâm Dần nên các sản phẩm trang trí lì xì có hình hổ khá hút khách. Mức giá cũng ổn định hơn so với năm ngoái. Cụ thể, dây treo trang trí hình hổ có giá dao động từ 30.000 đến 200.000 đồng một sợi tùy kích thước và kiểu dáng. Bao lì xì in hình hổ từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng một sấp. Đèn lồng giá từ 150.000 đồng đến 350.000 đồng một cặp. Câu đối giá 240.000 đồng một đôi. Mặc dù đồ trang trí phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần khá đa dạng về chủng loại và mẫu mã, giá thành tương đương năm trước nhưng sức mua vẫn chậm. Lý giải về tình trạng này, các tiểu thương cho rằng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Ngoài ra, do vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến Tết nên nhiều người chưa mua sắm được các mặt hàng trang trí. Các tiểu thương hy vọng những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng trở lại. Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh việc tăng chuyến, các hãng hàng không cũng tiến hành mở thêm đường bay và đưa vào vận hành máy bay thân rộng. Kể từ ngày 21 tháng 1, hãng hàng không Vietravel Airlines đã gia tăng thêm đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn và khôi phục đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng ngay trong thời điểm cận Tết 2022. Tần suất khai thác ban đầu là một chuyến một ngày. Nếu nhu cầu tăng, sẽ tăng tần suất một số đường bay lên hai chuyến một ngày. Giá vé kích cầu khách tham gia đường bay mới được hãng mở bán là 188.000 đồng một vé chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn. Còn thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng giá là 108.000 đồng một vé. Trong khi đó, Vietjet Air đã chính thức đưa vào vận hành máy bay thân rộng A330 với hơn 350 ghế ngồi, gia tăng số lượng khách trên mỗi chuyến bay. Trước mắt, hãng khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay trục đông khách như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội trong dịp Tết. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 2 tháng triển khai thí điểm đón khách quốc tế từ giữa tháng 11 năm 2021, ngành du lịch đã đón gần 8.000 lượt khách đến Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá ngành du lịch đã triển khai tốt chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế với hệ số an toàn rất cao. Các địa phương đang tích cực mở cửa du lịch nội địa cũng như chuẩn bị sẵn sàng để đón khách du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép. Kết quả này một phần là do Việt Nam đã có độ tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 thuộc nhóm hàng đầu trên thế giới. Bộ yêu cầu Tổng cục Du lịch đánh giá chương trình thí điểm, mức độ sẵn sàng và công tác phòng chống dịch bệnh ở các địa phương để nghiên cứu, đề xuất khả năng mở cửa vào dịp 30 tháng 4 tới. Như vậy, từ nay đến 30 tháng 4, những địa phương đang thí điểm đón khách du lịch quốc tế sẽ tiếp tục hoạt động để rút kinh nghiệm. Sau 30 tháng 4, nếu chính phủ đồng ý, thì ngành du lịch sẽ mở cửa toàn bộ trên cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế. Với chỉ số giá tiêu dùng tăng nhanh nhất trong gần 40 năm qua, chống lạm phát đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Mỹ hiện nay. Điều này được thể hiện khá rõ trong phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân dịp kỷ niệm một năm ngày nhậm chức của ông. Bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã một lần nữa ca ngợi các thành tựu kinh tế của ông trong một năm cầm quyền vừa qua. Đồng thời, ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, cơ quan đóng vai trò ngân hàng trung ương của nước Mỹ, trong vấn đề kiểm soát lạm phát giá cả. Fed có mục tiêu là đảm bảo lượng việc làm tối đa và ổn định giá cả thị trường. Trong một năm rưỡi qua, Fed đã đưa ra những biện pháp hỗ trợ lớn chưa từng có cho nền kinh tế trong đại dịch. Với tình hình tăng trưởng và lạm phát hiện nay, tôi tin tưởng ở khả năng của Fed và Chủ tịch Powell trong việc đưa ra các điều chỉnh. Tín hiệu từ các cuộc họp chính sách cuối năm 2021 của Fed cho thấy cơ quan này có thể nâng lãi suất ít nhất 3 lần trong năm nay nhằm kiểm soát vấn đề lạm phát. Bên cạnh các công cụ của Fed, chính phủ Mỹ cũng kỳ vọng những biện pháp tăng cường chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ sẽ góp phần giải quyết thiếu hụt hàng hóa, qua đó chặn đà đi lên của giá cả.
Ngoài một số khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi bão tuyết, những biện pháp của chúng tôi đã phát huy hiệu quả, đã không xảy ra một cuộc khủng hoảng nào về hàng hóa trong dịp nghỉ lễ. Hầu hết hàng hóa đã được giao đúng hạn và tỷ lệ lấp đầy kệ hàng trên toàn quốc trung bình là 89%, gần như ngang bằng với trước đại dịch. Chính phủ Mỹ có lý do để lo ngại về tình hình lạm phát hiện nay, khi các chuyên gia của Thời báo Phố Wall nhận định giá cả tăng cao có thể góp phần kéo mức tăng trưởng của Mỹ trong quý 1 giảm hơn 1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Lạm phát cao cũng đang kéo thấp chỉ số tín nhiệm với chính quyền Tổng thống Biden khi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 1, giá cổ phiếu của Unilever đã tăng khoảng 2% sau khi gã khổng lồ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng này cho biết họ sẽ không tăng giá chào mua mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng của GlaxoSmithKline, viết tắt là GSK. Trong khi đó, cùng phiên giá cổ phiếu của GSK có mức giảm tương tự. GSK đã từ chối lời đề nghị của Unilever về việc mua lại mảng hàng tiêu dùng của GSK với giá 50 tỷ bảng, tương đương với khoảng 68 tỷ đô la Mỹ. GSK cho biết đã nhận được 3 hồ sơ dự thầu từ Unilever, lần gần nhất vào ngày 20 tháng 12 với đề xuất gồm 41,7 tỷ bảng tiền mặt và lượng cổ phiếu của Unilever trị giá 8,3 tỷ bảng. Tuy nhiên, GSK cho rằng lời chào mua của Unilever không phản ánh được giá trị và tiềm năng của mảng hàng tiêu dùng. Trong thông báo, Unilever cho biết nhằm thúc đẩy tăng trưởng, công ty sẽ đa dạng hóa các mảng kinh doanh với định hướng chiến lược tương lai tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện trong các lĩnh vực về sức khỏe, làm đẹp và vệ sinh. Dù vậy, quyết định không tăng giá thầu của Unilever vẫn đặt ra nghi ngờ về chiến lược của Unilever dưới thời giám đốc điều hành Alan Jope. Hãng công nghệ Google cho biết sẽ cải thiện việc thực thi chính sách quảng cáo nhạy cảm về độ tuổi sau khi Reuters phát hiện quảng cáo đồ chơi tình dục, rượu và đầu tư mạo hiểm ở công cụ tìm kiếm. Tháng 9 năm ngoái, Anh bắt đầu thực thi các quy định bảo vệ trẻ em trên mạng. Để đáp ứng quy định này, Google đã bắt đầu sửa đổi cài đặt trên các dịch vụ của hãng ở châu Âu và những nơi khác đối với người dùng dưới 18 tuổi. Một trong các sửa đổi là mở rộng các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn các danh mục quảng cáo nhạy cảm hiển thị cho thanh thiếu niên. Đáng chú ý, gã khổng lồ về ứng dụng tìm kiếm bắt đầu sử dụng các công cụ tự động chặn các quảng cáo liên quan tới một số hạng mục như đồ uống có cồn, đánh bạc và thuốc kê đơn với những người không đăng nhập tài khoản Google hoặc chưa đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, nỗ lực thực thi quy định của Google vẫn chưa rõ ràng. Theo các nhà quảng cáo này, công cụ tìm kiếm của Google đã chặn quảng cáo của họ đối với người dùng đã đăng xuất, nhưng lại cho phép quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh của họ hiển thị với nhóm khách hàng này. Điều này vô tình tạo ra lỗ hổng trong việc thực thi quy định về kiểm soát nội dung quảng cáo của chính phủ. Phản ứng trước thông tin trên, Google cho biết các quảng cáo được đề cập đã bị gắn nhãn sai và lẽ ra các quảng cáo đó bị hạn chế. Google khẳng định đang thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhịp sống 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vàng, chứng khoán, tiền ảo, bất động sản hay các hoạt động sản xuất kinh doanh, bạn sẽ bỏ tiền vào đâu trong năm 2020?